huấn luyện viên Popov lại kêu ca mọi thứ trên đời, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngoại giao quá khéo. Chiều ngày 14 tháng 9, chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón đội Bình Dương trong trận khai mạc V-League mùa giải 2024-2025. Dù rất nỗ lực nhưng đội Thanh Hóa không thể có điểm trong trận đấu khai mạc mùa giải mới ngay trên sân nhà trận đấu đầu mùa giải mới. Nhưng đội Thanh Hóa lại không có sự phục vụ của trung vệ Gustavo Santos do nhận thẻ đỏ ở trận tranh siêu cúp. Mặc dù vậy, Thanh Hóa lại là đội chơi hay hơn khi có bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của Luis Antonio. Những tưởng đội chủ nhà sẽ mở màn mùa giải đầy hưng phấn khi có trong tay 3 điểm. Hiệp 2 đội Bình Dương đã thể hiện được mình, đặc biệt là tiền đạo Tiến Linh, người ghi cả 2 bàn thắng giúp Bình Dương lội ngược dòng thành công. Huấn luyện viên Popov cho biết mùa giải này đội Thanh Hóa chỉ đặt mục tiêu trụ hạng sau trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ lời khâm phục trước đội Thanh Hóa. Ông cho rằng, trận này tôi rất khâm phục đội Thanh Hóa. Các bạn nhìn thấy đội hình ra sân, khi so sánh lực lượng chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi bị dẫn bàn trước. Biết là bóng đá đôi lúc trận đấu được giải quyết bằng những tình huống đặc biệt, và Tiến Linh là người làm được điều đó. Khi phóng viên hỏi về cảm xúc sau 10 năm trở lại sân chơi V-League, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay, 10 năm tôi không làm ở sân chơi này, nhưng tôi vẫn làm bóng đá. Bóng đá trẻ các bạn biết rồi, tôi vẫn luôn luôn theo dõi giải bóng đá của Việt Nam, đặc biệt là V-League. V-League thì các bạn biết rồi, các cầu thủ đội tuyển quốc gia nằm ở đấy. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trả lời họp báo lâu lắm rồi tôi quay trở lại thì thật sự chiều nay trước khi hai đội ra sân, trước khi trọng tài thổi còi tôi có cảm xúc rất khó tả, đặc biệt hôm nay chúng tôi giành chiến thắng nữa, dù là trận đấu rất khó khăn. Nói về chặng đường dài phía trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng giải đấu có 26 trận, đây mới trận đầu tiên. Tất cả đội bóng ở V-League thì Bình Dương đều tôn trọng, chúng tôi luôn nghĩ các đội đều rất mạnh, quãng đường còn dài, nhưng trận đầu giành thắng lợi thì đó là động lực thôi, chưa có gì to lớn. Đội chủ nhà Thanh Hóa mất điểm ngay trong trận khai mạc mùa giải và mới chỉ có một trận thì chưa thấy hết toàn bộ bức tranh của đội Bình Dương. Đương nhiên tôi có những thay đổi so với những trận mùa giải trước. Cái cách chơi, thái độ chơi, các bạn cũng nhìn thấy là có thay đổi, đó là một trong những cái tôi muốn thay đổi ở đội Bình Dương. Các bạn biết rằng 8 năm trước thế hệ của Tiến Linh và nhiều cầu thủ khác nay vẫn còn, nhưng họ chưa có một chức vô địch nào cả. Vì thế, tôi muốn thay đổi về thái độ, lối chơi, để có khát vọng vươn lên để làm sao đạt được mục đích. Mặc dù Bình Dương so với một số đội khác thì còn trẻ hơn rất nhiều, nhưng 8 năm trước Bình Dương là đội top đầu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay. Còn huấn luyện viên Popov thì cho hay, chúng tôi không làm được thì xứng đáng thua trận này, nhất là những tình huống lỗi do lỗi cá nhân cứ lặp đi lặp lại, nhất là bàn thua thứ hai, đó là lỗi cá nhân. Hiệp 2 chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương, buộc thay người và là các cầu thủ trẻ, và chưa đạt được phong độ cao. Bây giờ chúng tôi có lực lượng như vậy thôi. Huấn luyện viên Popov trả lời họp báo vấn đề mà phải chơi 3 giải, mà hiện nay chúng tôi có 10 cầu thủ trẻ, chúng tôi chỉ có lực lượng như vậy thôi. Về lực lượng các bạn có thể hỏi câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng và thành viên ban huấn luyện đã làm hết sức mình rồi. Còn mục tiêu của chúng tôi mùa này là cố gắng trụ hạng, biết là khó khăn nhưng sẽ cố gắng hết sức. Huấn luyện viên Popov cũng phàn nàn về việc học trò của ông bị cấm thi đấu ở trận này do dính thẻ đỏ ở trận tranh siêu cúp vừa qua. Ông cho rằng, để chúng tôi theo quy định, siêu cúp quốc gia một cầu thủ ngoại bị thẻ đỏ. Theo tôi đây là hai giải khác biệt hoàn toàn nhau. Tôi cho rằng nếu chúng tôi kêu đến FIFA thì phía câu lạc bộ chúng tôi sẽ thắng vấn đề này, nhưng hiện chúng tôi chưa có ý kiến gì.